Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình thiện nguyện cùng Hải Triều bảo trợ đôi mắt cho em. Sau khi kết thúc hành trình tại mái ấm Kim Chi của Long An thì tụi mình đã bắt đầu kỳ thứ tư của chương trình này, đó là hành trình đến với những đôi mắt bị bỏ quên. Và kỳ thứ tư này tụi mình đã ghé qua hai mái ấm tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là mái ấm Hoa Huệ và mái ấm Ngôi Sao cùng tọa lạc tại quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì Quyên đang đứng trước là mái ấm Hoa Huệ. Đây là nơi nuôi dưỡng của 33 em nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh của mình. Thì sau đây các bạn hãy cùng Nguyên để tham gia vào chương trình ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ cùng nhau là đo mắt, khám mắt và cắt tặng kính cho những em nhỏ có tật về phục xạ ngay tại mắm Hoa Huệ này. Dạ xin chào thầy, thì tụi em đến từ Hải Triều với chương trình là cùng Hải Triều bảo trợ đôi mắt cho em. Thì hôm nay tụi em ghé qua mái ấm này để hỗ trợ cho các em nhỏ ở đây. Thì em nhờ thầy có thể giới thiệu giúp tụi em một xíu về mái ấm của mình cũng như là hoàn cảnh của các em ở đây. Dạ. Trước hết là cảm ơn Hải Triều đã quan tâm đến các em trong cái công việc này. Thì mái ấm này thì một cái cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Nó được khởi xướng do bà Bùi Kim Huệ. Do đó mà mới ấm như chúng tôi lấy tên là mái ấm Hoa Huệ. Hiện tại thì chúng tôi có từ 35 đến 40 em nam, tuổi từ 6 tới đến 18 tuổi. Nó đến từ mọi miền đất nước, khắp nơi, miền Trung, miền Bắc, miền Tây, miền Hoa Nguyên. Đối tượng thì gồm có các em những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ví dụ như là trẻ mồ côi, trẻ của mẹ đơn thân, trẻ của các em vùng dân tộc. Rồi một số các em thuộc cái diện gia đình đông con không có điều kiện để cho các em ăn học. Chúng tôi giúp các em ở đây để cho các em có điều kiện học hành và làm người, để mong sao các em có thể là tự lập cho đến sau 18 tuổi thì các em sẽ. Mấy em của mình là hoàn toàn là nam hết hoàn toàn là nam, trẻ nam không. Tại vì chúng tôi là nam không chứ còn không thể giúp các em nữ được. Vậy thì các em ở đây thì đi học như thế nào thầy? Các em đi học thì cũng rất là may mắn, ở địa bàn chúng tôi ở đây thì rất là gần các cái trường cấp 1, trường cấp 2, trường Trần Văn Ơn thì gần đây, trường cấp 2 Phan Bội Châu. Rồi các em nhỏ cấp 1 thì các em đi học bằng xe máy, một xe máy là một anh lớn chở 4 hoặc 5 em hoặc là các thầy chở đi đưa đi đón về 4 em. Còn các em học trường Phan Bội Châu ở đây thì một là các em đi bộ được, đi bộ khoảng tầm mất 10 phút đi bộ. Hoặc các em có thể đi xe đạp. Mỗi em có một xe đạp thì trời nắng nóng thì các em tự đi xe đạp được. Các em lớn lên từ lớp 6 trở lên là các em đỡ mà. Rồi một số các em cấp 3 thì học chủ yếu là giáo dục thường xuyên ở quận 12 ở đây thì cũng gần. Các em có cái xe 50 thì cho các em đi xe đó thì các em hai đứa một xe thì các em có thể là tự đi. Vậy thì em thấy là về cơ sở vật chất cũng như là chăm sóc với cái đời sống và cái học tập của các em rất là tốt. Vậy thì còn về sức khỏe mắt thì hồi trước tới giờ mái ấm của mình có nhận được sự hỗ trợ của bên nào chưa? Và thầy có đang lo lắng như thế nào về sức khỏe mắt của các bạn? Đó là một điều rất là quan trọng ha. Chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là mắt của em rất là cần thiết, rất là quan trọng. Nhưng mà thì cho đến tới nay thì lần đầu tiên mà chúng tôi mới tiếp nhận được một cái sự tài trợ như vậy. Rất là may mắn để có cơ hội để mà khám mắt cho các em. Trong các cái vấn đề khác thì tụi tôi cũng có có thể là khám sức khỏe về định kỳ, nhưng mà mắt thì chưa có. Thì em nào mà bị cần hoặc là bị nặng thì chúng tôi đi đến các cái cơ sở để chúng tôi khám riêng tư. Một số được tài trợ do nhà trường thì chúng tôi đi làm, còn hầu hết các em đây thì chưa có làm, cho nên là đây là một cái dịp may mắn để có thể là khám tổng quát cái tất cả mọi thứ. Nếu như mà có một cái mong muốn thầy muốn gửi gắm tới các bạn cũng như là tới các những cái chương trình hỗ trợ giống như là của Hải Triều á, thì thầy có một cái lời gì nhắn gửi tới tụi em? Thì cũng mong muốn, nói chung là cái chuyên ngành thì mình làm theo chuyên ngành thôi. Các vị Hải Triều thì chuyên chăm sóc mắt thôi, thì mái ấm cũng hy vọng rằng là sẽ Hải Triều đồng hành với các em ở đây trong cái vấn đề mắt, vấn đề gì đó thì cần thiết, thì hy vọng rằng là Hải Triều sẽ sẵn sàng giúp đỡ mái ấm trong lĩnh vực của mình có thể. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Chào Thi, chị biết em đang là tình nguyện viên cho chương trình thiện nguyện của Hải Triều. Thì đây là lần thứ mấy em tham gia chương trình này rồi? Đây là lần thứ 3 em tham gia chương trình này rồi. Cảm xúc của em lần này như thế nào?
Dạ thì cảm xúc của em bao lần đầu như một là em rất là vui và cảm thấy hãnh diện vì mỗi lần mà Hải Triều đến một cái trung tâm nào đó thì đều nhận được sự chào đón của các bé ở đây. Và các bé rất là vui khi mà mình có được một cái cặp kính để đeo. Mình có những bé đeo kính cũ thì sẽ được đeo kính mới, thì các bé rất là vui. Em khi mà tham gia làm tình nguyện viên cho một cái chương trình mà lẫn 3 lần rồi thì em đang mong muốn hay là em có tâm tư gì với chương trình này không? Dạ thì cũng hy vọng là em sẽ được tham gia tiếp tục cùng Hải Triều trong những lần 3, lần 4, lần 5, lần 6 trên cái hành trình này. Và trong cái quá trình tham gia thì em gặp được rất là nhiều bé chia sẻ những cái câu chuyện về cái đôi mắt của mình, kiểu như là các bé rất là muốn nhìn rõ hơn kiểu trong lớp học á. Nên là em rất là kỳ vọng là chương trình mình sẽ đi được nhiều nơi hơn, xa hơn để mình có thể mở rộng cái quy mô của mình hơn, để nhiều bé có kính để đeo hơn. Đến với những đôi mắt bị bỏ quên kỳ thứ tư trong chuỗi hành trình thiện nguyện cùng Hải Triều Bảo Trợ ra mắt cho em đã đi đến những giây phút cuối cùng. Thì trong ngày hôm nay tụi mình đã ghé được hai mái ấm, đó là mái ấm Hoa Huệ và mái ấm Ngôi Sao, để mà thăm khám và đo mắt cho hơn 100 em nhỏ. Thì sau ngày hôm nay thì sẽ có một những em nhỏ nào mà có tật về mắt như là bị cận thị hoặc loạn thị thì các em sẽ được tặng riêng một cái cặp kính cho mình. Thì từ hôm nay các em sẽ có một cái cặp kính riêng của mình để có thể học tập tốt hơn nè, sinh hoạt thuận lợi hơn, để thay đổi một tương lai tốt hơn cho mình. Thì nhân đây Quy cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và các bạn tình nguyện viên đã cùng với Hải Triều để xây dựng cái chương trình này và thực hiện một chương trình ngày hôm nay thật là ý nghĩa và giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn. Hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành cũng như là hỗ trợ của các đơn vị và của các bạn để chuỗi thiện nguyện của Hải Triều có thể lăn bánh đi đến được nhiều nơi xa hơn, giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn. Hãy tiếp tục theo dõi hành trình của tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.